Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị hai trận cờ đau đớn nhất sự nghiệp của số 1 Vương Thiên Nhất vừa diễn hôm qua ngày 29 tháng 7 năm 2023. Trận đầu tiên, Mưu Lợi Minh cầm đỏ đi tiên, Vương Thiên Nhất cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
chơi đến đây Vương Thiên Nhất buông cờ nhận thua, em xin đi vài biến để dẫn đến sát cục. Chương trình. Mời anh chị xem ván thứ hai, Vương Thiên Nhất cầm đỏ đi tiên, Lữ Khâm cầm đen đi hậu, mời anh chị xem. Chương trình.
将军。 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 将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây Vương Thiên Nhất buông cờ nhận thua. Em xin đi vài biến để dẫn đến sát cục. Giang Jun. Giang Jun. Giang Jun. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.